Xin chào anh em, mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng. Rất vui khi được gặp lại anh em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và mình là chủ của thương hiệu Kiên Luxury. Bên mình chuyên phân phối những dòng máy đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng từ Havlot, Rolex, Omega cho đến rất là nhiều những thương hiệu cao cấp khác nữa. Anh em thì liên lạc với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em ba chiếc đồng hồ Rolex mình vừa mới về. Và trong ba em này thì sẽ có được hai em hàng lướt cùng với cả một em hàng new full set đầy đủ full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành đi kèm theo. Trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cả ba chiếc đồng hồ. Đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em có thể nắm được tất cả mọi thứ về ba thiết kế đồng hồ này anh em nhé. Với chiếc đồng hồ hàng new thì mình sẽ có được một em sử dụng thiết kế size 41mm duy nhất trong ngày hôm nay. Em này của mình thì sẽ có được cái date xuất ra khỏi store vào cuối năm 2022. Em này là một em hàng new, hàng quà tặng. Và với cái date này thì anh em sẽ có được bảo hành đến cuối năm 2027 với chính sách bảo hành 5 năm đến từ thương hiệu Rolex. Em này của mình sẽ là một trong những thiết kế được rất là nhiều anh em yêu thích, săn đón và ưa chuộng khi mà nó sử dụng thiết kế mặt trải tia vàng kết hợp với cả đế mi vàng vàng. Tất cả những gì anh em thấy đây, nó vàng thì đều là vàng đúc 18K cả. Từ phần niêng, ba mắt chỉ giữa ở dây, phần khóa cho đến phần kim cọc làm nên chiếc đồng hồ này, nó đều được làm bằng vàng vàng 18K. Những phần kim cọc ở đây thì ngoài việc làm bằng vàng ra, nó còn được đính thêm cả dạ quang. Dạ quang của Rolex thì sẽ là một trong những loại dạ quang độc quyền, Chromalight. Loại dạ quang này thì sẽ giúp cho chiếc đồng hồ phát sáng lâu gấp đôi so với cả những loại dạ quang khác. Và loại dạ quang này thì cũng sẽ có được màu sắc khác đi so với cả những thiết kế khác anh em ạ. Dòng máy Datejust thì rất là quen thuộc rồi, 3 kim một lịch với phần ô lịch được đặt ở góc 3 giờ. Và trên dial của chiếc đồng hồ thì sẽ có được đầy đủ những dòng chữ thông số của một dòng máy Datejust như là Rolex này, Oyster Perpetual Datejust, như là Superlative Chronometer Official Certified. Những dòng chữ này thì sẽ thể hiện lên những đặc tính như là size số chính xác rất là thấp, như là núm Oyster, một loại núm cần phải vặn mở ra vào trước khi mình em chỉnh bất cứ điều gì. Ở phần dưới góc 6 giờ thì mình sẽ có thêm dòng chữ Squidmate với logo vương miện ở giữa dòng chữ Sweetmate anh em nhé. Còn vòng Outer Dim cùng thì mình sẽ có được các cọc vạch cùng với cả những chữ số học trò chia dùng để chỉ phút rồi. Ở phần thân vỏ của chiếc đồng hồ thì anh em còn thấy được, đây vẫn còn nguyên seal QR này, kể cả phần càng vậy, vẫn còn nguyên seal tất cả mọi thứ. Thông thường thì khi mà ra khỏi hãng thì anh em sẽ phải bóc hết những cái phần seal này. Tuy nhiên anh chủ cũ của chiếc đồng hồ này khả năng là anh đã lấy được ở một store mà vẫn còn nguyên tất cả những cái phần seal. Phần dây này, phần khóa, tất cả mọi thứ vẫn còn seal, đáy vẫn còn seal đáy. Em này của mình cũng là một trong những thiết kế sử dụng bộ máy đời máy mới nhất 3235. Và với bộ máy này anh em sẽ có được 70 giờ chữ cót, 31 chân kính và 28.800 tần số dao động. Bộ máy đời cao đến từ thương hiệu Rolex. Dây Jubilee thì quá đẹp rồi. Khóa Oyster, khóa có khả năng giãn nở ra vào, giúp cho anh em đeo vừa tay nhất có thể, đeo ôm tay nhất có thể. Bây giờ thì mình sẽ trên tay để anh em xem thử nhé. Một trong những thiết kế sẽ phù hợp với anh em có chu vi cổ tay vừa và cổ tay to. Anh em nào tay nhỏ thì anh em đeo vẫn được. Ví dụ như tay mình ở đây 15.7cm đeo cũng rất là hợp lý này. Còn trừ khi anh em mà tay nhỏ quá thôi thì anh em mới không đeo được. Chiếc này nếu như hàng new full set với cái date 2024 sau khi mà Rolex lên giá thì anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá tương đối là cao. Còn hiện tại thì mình đang có sẵn một em trôi date một chút, nhưng mà giá thì không khác gì một em hàng lướt cả, nó chỉ loanh quanh là 388 triệu mà thôi anh em nhé. New full set này anh em còn thấy nguyên phần seal tất cả mọi thứ. Bảo hành đến 2027 cho anh em, bảo hành toàn cầu luôn. Đó chính là thiết kế 41mm, còn ở đây thì mình sẽ có được một em 36mm sử dụng mặt nếp gấp vàng. Mặt nếp gấp vàng thì là một trong những loại mặt mới được giới thiệu của Rolex vào cuối 2020-2021. Em này của mình sẽ sử dụng cùng một lúc hai công nghệ ở trên dial của chiếc đồng hồ. Công nghệ đầu tiên thì sẽ là công nghệ trải tia, anh em sẽ thấy được những tia sáng khác nhau khi mà mình nghiêng ở những góc độ khác nhau. Còn công nghệ thứ hai thì sẽ là những công nghệ tạo ra mặt nếp gấp, anh em sẽ thấy được những mảng sáng tối khác nhau ở trên dial của chiếc đồng hồ này. Thiết kế thì cũng rất là quen thuộc rồi, cũng là đặc trưng của những dòng máy Datejust như là ba kim một lịch, như là những dòng chữ ở trên dial của chiếc đồng hồ. Nó chỉ khác về thiết kế mặt mà thôi. Mặt nếp gấp bạc, mặt nếp gấp vàng cũng là một trong những loại mặt để thay thế những thiết kế mặt vi tính vàng anh em ạ. Với những phiên bản cọc vạch thì hãng
là những phiên bản hãng giới thiệu đầu tiên, còn phiên bản cọc đính kim cương thì mai đến cuối 2022 hãng mới giới thiệu. Và em này của mình thì cũng có cái date vào cuối 2022 anh em nhé. Dây Jubilee này, khóa Oyster cũng là bộ máy 3235. Size 36 thì trên tay sẽ vừa vặn hơn rất là nhiều so với cả size 41mm với những anh em tay nhỏ. Ví dụ anh em tay nhỏ thì anh em có thể chơi những chiếc đồ này. Với chiếc này thì mình đang giao lưu cũng với mức giá tương đối là êm là chưa đến 380 triệu. Còn cuối cùng ở đây thì mình sẽ có được một em đỉnh cao nhất đến từ thương hiệu Rolex. Em này của mình là một em Rolex Daydate. Anh em biết rằng Daydate là một trong những dòng máy cực kỳ đẳng cấp của thương hiệu này. Khi mà chất liệu thân vỏ để làm lên những dòng máy này thì luôn được làm bằng những chất liệu như là vàng trắng, như là vàng vàng, như là vàng hồng. Và phải là vàng nguyên khối chứ không bao giờ có demi cả. Sự phối kết hợp giữa thép và vàng thì sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong những phiên bản như thế này. Em này của mình là một em nguyên zin full set. Date xuất ra khỏi store thì sẽ vào tháng 6 năm 2021. Với cái date này thì anh em sẽ có được bảo hành đến tháng 6 năm 2026 với chính sách bảo hành 5 năm đến từ thương hiệu Rolex. Và với phiên bản vàng vàng nguyên khối toàn thân thì anh em sẽ có được đầu tiên là thân vỏ, niềng, dây, khóa, đáy. Nói chung tất cả mọi thứ đều được làm bằng vàng vàng nguyên khối toàn thân. Ngay như 3 kim giờ phút giây cùng với cả những chân cọc để đính kim cương lên thì nó cũng sẽ được làm bằng vàng vàng anh em nhé. Cọc số thì đính kim cương rồi, với góc 6 cũng như 9 giờ thì sẽ sử dụng những viên kim cương baguette. Đây là một trong những loại kim cương đắt giá bậc nhất khi mà dùng để chế tác lên những dòng máy đồng hồ xa xỉ. Thiết kế thì sẽ là 3 kim 2 lịch với phần ô lịch ngày và ô lịch thứ được đặt ở góc 3 và 12 giờ. Ở trên góc 12 giờ thì mình sẽ có được phần thiết kế logo vương miện quyền uy đến từ thương hiệu Rolex. Ở dưới thì sẽ là dòng chữ Rolex này, Oyster Perpetual và Daydate. Dòng máy Daydate thì phải có dòng chữ Daydate rồi. Còn đế chớt thì sẽ là đế chớt anh em nhé. Nói chung là dòng máy như thế nào thì sẽ có được dòng chữ như vậy ở trên dial của chiếc đồng hồ. Em này của mình thì cũng với chuẩn chính xác Superlative Chronometer Official Certified. Size số là nhanh chậm không quá 2 giây một ngày. Tiếp theo nữa thì sẽ là dòng chữ Squidmate ở dưới góc 6 giờ. Với những dòng máy đồng hồ Rolex thông thường thì nó sẽ không có dòng chữ gì ở đằng sau đáy cả. Cũng không có ký hiệu gì. Tuy nhiên với những dòng máy đồng hồ Daydate thì nó sẽ có thêm. Đó chính là những chuyện chứng nhận vàng đúc. Như là AU750, đồ chói Bắc Na, cân tiểu ly. Bên này thì sẽ là logo của hãng. Những chuyện chứng nhận thân vỏ sẽ được làm bằng vàng nguyên khối. Và những chuyện này thì không chỉ xuất hiện ở phần thân vỏ mà nó còn xuất hiện luôn ở phần khóa của chiếc đồng hồ anh em ạ. Dây thì cũng là dây President rồi. Loại dây này thì cũng chỉ xuất hiện ở những dòng máy vàng đúc của Rolex thôi. Nó sẽ không bao giờ xuất hiện ở những dòng máy như là Datejust cả. Thép hay demi thì cũng không bao giờ xuất hiện ở bộ dây này anh em nhé. Bộ dây này thì chỉ xuất hiện vàng đúc hoặc là Platinum nguyên khối. Em này thì mình còn đầy đủ full mắt và nó cũng sẽ phù hợp với anh em tay nhỏ, tay to, tay vừa. Size 36mm thì trên tay quá đẹp rồi. Niềng cực kỳ là bén, bởi vì em này là mình em nguyên zin full set. Mặt trải tia vàng mà kết hợp với cả vàng vàng demi hoặc là vàng vàng nguyên khối thì rất là sang trọng, rất là nổi bật. Với thiết kế đồng hồ này thì hiện tại mình đang giao lưu một em với mức giá loanh quanh là 845 triệu. Thì ở đây mình có 3 thiết kế đồng hồ. Em này là 388 này. Em này là chưa đến 380 này. Em này là 845 triệu. Tình trạng thì mình đã báo cho anh em ở trong video rồi. Thì anh em nào mà quan tâm về một trong 3 thiết kế đồng hồ này thì anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận ra được các tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới. Hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì thì anh em cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình. Cảm ơn anh theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào quý anh chị em.